Chào các em học sinh thân mến, thầy tên là Nguyễn Minh Quốc, là giáo viên trường tiểu học A thị trấn Tri Tôn. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành với các em trong buổi học trực tuyến online của trường ở môn địa lý. Và ở môn địa lý hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em biết về khai thác sức nước rừng và khai thác rừng ở Tây Nguyên, cũng như là biện pháp để bảo vệ rừng được thể hiện qua bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên tiếp theo. Sau đây chúng ta sẽ đi vào hoạt động 1, khai thác sức nước. Trên đây là nội dung sách giáo khoa trang 90. Các em cùng đọc theo thầy nhé. Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông. Các sông ở đây trải qua nhiều vùng có độ cao khác nhau, nên lòng sông lấm thác rền. Người ta đã đắp đập ngăn sông tạo thành hồ lớn và dùng sức nước chảy từ trên cao xuống để chạy tua bin sản xuất ra điện. Các hồ chứa này còn có tác dụng giữ nước, hạn chế những cơn lũ bất thường. Trên đây là lược đồ các sông chính ở Tây Nguyên. Các em hãy quan sát lược đồ các sông chính ở Tây Nguyên, hình 4. Hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên. Một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên. Các em hãy quan sát lên lược đồ. Đầu tiên là sông Xê San. Và các em đây nhìn thấy đây là đường cong màu xanh trải dài. Đây chính là sông Xê San. Sông Repok. Và đây, đường cong màu xanh này thể hiện cho sông Repok. Sông Ba, và đây là đường cong màu xanh thể hiện cho sông Ba. Sông Đồng Nai, đường cong màu xanh, đây chính là sông Đồng Nai. Các em hãy quan sát kỹ hình 4 và chỉ vị trí nhà máy thủy điện Iali trên hình 4 và cho biết nhà máy đó nằm trên sông nào. Các em đã có câu trả lời rồi phải không? Và đây chính là câu trả lời của thầy. Nhà máy thủy điện Iali nằm trên sông Xê San. Và các em hãy quan sát trên lược đồ. Đây. Đây là nhà máy thủy điện Iali. Và nằm trên sông Xê San. Đường cong màu xanh này các em. Và đây chính là hình ảnh nhà máy thủy điện Iali. Và đây chính là nhà máy thủy điện Iali các em, nằm trên sông Xê San. Kết luận, Tây Nguyên có nhiều con sông, dòng sông lấm thác rền là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thủy điện. Các em vừa tìm hiểu khai thác sức nước ở Tây Nguyên, gồm có các con sông
sông Tê San, sông Prepoc, sông Ba, sông Đồng Nai và nhà máy thủy điện Iali. Sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hoạt động 2, rừng và khai thác rừng ở Tây Nguyên. Trên đây là nội dung sách giáo khoa trang 91. Các em cùng đọc theo thầy nhé. Tây Nguyên có nhiều loại rừng, nơi có lượng mưa nhiều rừng rậm nhiệt đới phát triển. Nơi mùa khô kéo dài thì xuất hiện loại rừng rộng, rụng, lá mùa khô với cái tên khá đặc biệt là rừng khọp hay khọc. Cảnh rừng khọp vào mùa khô trông sơ sát vì lá rụng gần hết. Các em vừa tìm hiểu nội dung sách giáo khoa trang 91. Trên đây là hình 6 rừng rậm nhiệt đới, hình 7 rừng khọp. Các em hãy quan sát hình 6, hình 7 và dựa vào nội dung sách giáo khoa trang 91. Hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khọp. Rừng rậm nhiệt đới, những nơi có lượng mưa nhiều thì rừng rậm nhiệt đới phát triển. Rừng khọp hay khọc, nơi mùa khô kéo dài thì xuất hiện loại rừng rụng lá mùa khô, cảnh rừng khọp vào mùa khô trong sơ sát. Trên đây là nội dung sách giáo khoa trang 92. Các em cùng đọc theo thầy nhé. Tây Nguyên cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ. Có những thứ gỗ quý như cẩm lai, giáng hương, cần cờn, vân vân. Ngoài rổ gỗ, rừng còn có tre, nứa, mây, sông và các loại cây làm thuốc như sa nhân, hà thủ ôn, vân vân. Rừng Tây Nguyên là xứ sở của nhiều thú quý như voi, bò rừng, tê giác, gấu đen, vân vân. Rừng đem lại nhiều lợi ích, vì vậy cần phải bảo vệ và khai thác hợp lý. Các em vừa tìm hiểu nội dung sách giáo khoa trang 92. Dựa vào nội dung sách giáo khoa trang 92, các em hãy trả lời rừng Tây Nguyên cho ta những sản vật gì? Rừng Tây Nguyên cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ. Có những thứ gỗ quý như cẩm lai, giáng hương, cần cờn, vân vân. Ngoài gỗ, rừng còn có tre, nứa, mây, sông và các loại cây làm thuốc như sa nhân, hà thủ ô, vân vân. Rừng Tây Nguyên là xứ sở của nhiều thú quý như voi, bò rừng, tê giác, gấu đen, vân vân. Rừng đem lại nhiều lợi ích, vì vậy cần phải bảo vệ và khai thác hợp lý. Để rõ hơn điều này, các em xem hình ảnh sau đây. Đây là những loại thú quý hiếm ở Tây Nguyên. Bò rừng, tê giác, voi, gỗ đen. Trên đây là các hình. Hình 8 cưa gỗ. Hình 9 vận chuyển gỗ. Hình 10 xưởng cưa xẻ gỗ. Hình 11 xưởng mộc. Các em hãy quan sát hình trên. Hãy mô tả quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ.
quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ như bàn ghế. Đầu tiên là cưa gỗ. Tiếp theo là vận chuyển gỗ. Tiếp theo là xưởng cưa xẻ gỗ. Và cuối cùng là xưởng mộc làm ra đồ gỗ như bàn ghế, vân vân. Trên đây là nội dung sách giáo khoa trang 92. Các em cùng đọc theo thầy nhé. Việc khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng là nương rẫy, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp một cách không hợp lý, không chỉ là mất rừng mà còn làm cho đất bị xói mòn, hạn hán và lũ lụt tăng, ảnh hưởng xấu đến môi trường và sinh hoạt của con người. Một nguyên nhân nữa là mất rừng là tập quán du cánh du cư. Nhà nước đã và đang tạo mọi điều kiện để đồng bào định canh định cư, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Các em vừa tìm hiểu nội dung sách giáo khoa trang 92. Dựa vào nội dung sách giáo khoa trang 92, các em sẽ trả lời câu hỏi sau đây. Nguyên nhân ảnh hưởng đến rừng và hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi. Nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi. Việc khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng là nương rẫy, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp một cách không hợp lý, không chỉ là mất rừng mà còn làm cho đất bị xói mòn, hạn hán và lũ lụt tăng, ảnh hưởng xấu đến môi trường và sinh hoạt của con người. Do tập quán du canh du cư con người dân nên cũng đã làm mất rừng. Để biết rõ điều này, các em xem những hình ảnh sau đây. Nguyên nhân ảnh hưởng đến rừng. Chặt phá rừng làm cho đất trống có đồi trọc. Đốt phá rừng sống du canh du cư. Hậu quả của tàn phá rừng gây nên lũ lụt hàng năm, làm cho xói mòn đất. Các em hãy nêu biện pháp để bảo vệ rừng. Khai thác rừng hợp lý, không đốt phá rừng, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp, tạo điều kiện để đồng bào định canh định cư. Qua đây, các em cần phải biết là bảo vệ rừng, yêu thương rừng, vì rừng là lá phổi xanh của chúng ta, giúp cho cuộc sống chúng ta trong lành, ngày càng thêm tươi đẹp. Ở Tây Nguyên, sông thường nhiều thác gần là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thủy điện. Rừng ở Tây Nguyên có nhiều loại nhiều gỗ và các lâm sản quý khác, cần phải bảo vệ, khai thác rừng hợp lý và trồng lại rừng ở những nơi đất trống đồi trọc. Và đây chính là ghi nhớ của bài học hôm nay. Các em cần đọc lại phần ghi nhớ.
Các em thân mến, bài học đến đây đã kết thúc rồi. Các em nhớ học lại bài và chuẩn bị bài sau là thành phố Đà Lạt. Thầy chúc các em luôn khỏe, chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào lớp học trực tuyến tiếp theo. Thầy chào các em.